Cô chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh Lớp Cô Giang. Video hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học môn tiếng Việt lớp 2 trong quyển sách tiếng Việt tập 1, bộ sách chân trời sáng tạo. Bài học hôm nay chúng ta sẽ học bài số 4 trong tuần thứ 17. Người nạnh tò he. Các em hãy dở sách giáo khoa ra trang số 141. Bây giờ Chúng ta sẽ bắt đầu bài học nhé. Khởi động, giới thiệu với bạn một đồ chơi em thích. Đây là bài làm mẫu của cô, các em hãy dựa theo để giới thiệu với bạn về một đồ chơi em thích nhé. Trong các đồ chơi của mình, tớ thích nhất là búp bê. Nó có đôi mắt tròn xoe và cái miệng đỏ chúm chím mái tóc búp bê màu vàng ống. Búp bê mặc một chiếc váy màu hồng, trông rất xinh. Phần tiếp theo của bài học Bài tập 1 Trong bài tập này, cô sẽ hướng dẫn các em luyện đọc bài đọc có tựa đề là Người nặng tò he. Cô sẽ giải thích từ tò he cho các em hiểu nhé. Tò he là một loại đồ chơi dân gian của trẻ em, làm từ bột hấp chín, có nhuộm màu. Bây giờ, các em hãy lắng nghe cô đọc mẫu bài nhé. Người nặn tò he Bác huấn hàng xóm làm nghề nặn tò he. Cuối tuần, tôi thường sang nhà bác, ngồi chăm chú nhìn bác nhuộm màu cho từng vách bột bát chách màu vàng từ củ nghệ màu đỏ từ quả gấc màu đen từ cây nhỏ nồi màu xanh từ những chiếc lá riền biên biết khi bột thấm đều màu bác huấn khéo léo tạo hình thoát cái từ những vách bột bao nhiêu gà trâu lợn cá ngộ nghĩnh trang chúc trên cái mẹt tròn cũng từ đôi bàn tay bác, nụ hồng chấm chiếm, quả lựu đỏ ẩn, trái chuối vàng tươi lần lượt hiện ra. Thỉnh thoảng, bác huấn nặng riêng cho tôi một chú lính áo vàng, áo đỏ hay vài anh chim bói cá lấp lánh sắc xanh. Tôi cứ thế, mê mẩn ngắm cả thế giới đồ chơi mở ra trước mắt và càng thấy yêu hơn đôi bàn tay của bác hàng xóm thân thương tác giả thảo nguyên vừa rồi các em đã nghe cô đọc mẫu bài đọc người nặng tò he bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu luyện đọc nhé trước tiên chúng ta sẽ luyện đọc một số từ ngữ khó trong bài nặng tò he chăm chú vắt bột cây nhỏ nồi lá riền biên biết khéo léo ngộ ngẩn chấm chiếm thỉnh thoảng lấp lánh mê mẫn, trước mắt Thân thương Tiếp theo, các em hãy cho cô biết bài đọc Người nạnh tòa he có tất cả bao nhiêu câu. À, cô đếm được bài đọc có tất cả 8 câu. Cô sẽ đánh số thứ tự vào từng câu để các em thấy rõ. Tiếp theo, cô sẽ chia bài đọc thành 2 đoạn. Đoạn 1 là 4 câu đầu. Đoạn 2 là 4 câu sau. Bây giờ các em hãy cùng cô luyện đọc đoạn 1. Người nặn tò he. Bác huấn hàng xóm làm nghề nặn tò he. Cuối tuần tôi thường sang nhà bác, ngồi chăm chú nhìn bác nhuộm màu cho từng vắt bột. Bác trách màu vàng từ củ nghệ, màu đỏ từ quả gấc màu đen từ cây nhỏ nồi, màu xanh từ những chiếc lá riêng biên biết. Khi bột thấm đều màu, bác huấn khéo léo tạo hình. Tiếp theo, chúng ta sẽ luyện đọc đoạn 2. Thoát cái từ những vắt bột, bao nhiêu gà, trâu, lợn, cá ngộ nghĩnh chen chúc trên cái mẹt tròn cũng từ đôi bàn tay bác, nụ hồng chúm chiếm, quả lựu ẩn đỏ, trái chuối vàng tươi, lần lượt hiện ra. Thỉnh thoảng, bác huấn nặng riêng cho tôi một chú lính áo vàng, áo đỏ hay vài anh chim bói cá, lấp lánh sắc xanh. Tôi cứ thế, mê mẩn ngắm cả thế giới đồ chơi, mở ra trước mắt và càng thấy yêu hơn đôi bàn tay của bác hàng xóm thân thương cô vừa hướng dẫn các em cách luyện đọc bài đọc người nạnh tò he bây giờ cô yêu cầu các em bấm dừng video lại và đọc lại cả bài đọc một lần nữa cho cô nào khi nào đọc xong các em hãy bấm tiếp tục để chúng ta học tiếp Các em đã đọc bài xong chưa? Tiếp theo, chúng ta sẽ tìm hiểu bài đọc. Cô có một vài câu hỏi và một số yêu cầu sau. 1. Bắt huấn chắc được màu gì từ mỗi loại lá, củ, quả dưới đây? Đây là quả gấc. Đây là cây nhỏ nồi. Đây là lá riền. Đây là củ nghệ để biết bắt huấn chắt được màu gì từ mỗi loại lá củ quả các em hãy đọc lại các câu sau có trong bài đọc bắt trách màu vàng từ củ nghệ màu đỏ từ quả gấc màu đen từ cây nhỏ nồi màu xanh từ những chiếc lá riền biên biết như vậy màu đỏ được chắt từ quả gấc Màu đen được trách từ cây nhỏ nồi. Màu xanh được trách từ lá riền Và màu vàng được trách từ củ nghệ. 2. Tìm từ ngữ chỉ hoạt động của bác Huấn để làm ra những con tò he. A. À, những từ ngữ chỉ hoạt động của bác Huấn để làm ra những con tò he. Đó là từ tạo hình, nạnh. 3. Chọn từ ngữ ở thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ ở thẻ màu hồng. Ở thẻ màu hồng, cô có các từ ngữ trái chuối, gà, trâu, lợn, cá, nụ hồng, quả lựu ở thẻ màu xanh cô có các từ ngữ vàng tươi chấm chiếm ngộ ngĩnh ẩn đỏ bây giờ cô sẽ chọn thẻ màu xanh phù hợp với từ ngữ thẻ màu hồng dựa vào các câu sau có trong bài đọc thoát cái từ những vách bột bao nhiêu gà trâu lợn cá ngộ ngĩnh chen chúc trên cái mệt tròn cũng từ đôi bàn tay bác, nụ hồng chúm chiếm, quả lựu ẩn đỏ, trái chuối vàng tươi, lần lượt hiện ra. Dựa vào các câu cô vừa đọc, cô có kết quả như sau. Trái chuối vàng tươi, gà, trâu, lợn, cá, ngộ ngẩn, nụ hồng chúm chiếm. Quả lựu ẩn đỏ 4. Đọc câu văn nói về tình cảm của bạn nhỏ với bác huấn. A. À, câu văn nói về tình cảm của bạn nhỏ với bác huấn đó là Tôi cứ thế mê mẩn ngắm cả thế giới đồ chơi mở ra trước mắt và càng thấy yêu hơn đôi bàn tay của bác hàng xóm thân thương. Bài tập 2 viết a à, nghe viết trong bài tập này các em sẽ nghe và viết lại một đoạn trong bài đọc vượt qua lóc dữ của tác giả đình kính các em hãy lấy quyển vở viết chính tả ra nghe cô đọc và bắt đầu viết bài nào đầu tiên cô sẽ đọc tựa bài các em nhớ viết tựa bài ở giữa dòng viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu tựa bài vượt qua lốc dữ các em xuống hàng viết thụt vô đầu dòng một ô vuông và viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu dòng biển vẫn gào thét chấm sau dấu chấm các em viết hoa chữ cái đầu trong tiếng đứng đầu câu. Gió vẫn từng cơn. Đẩy nước dồn ứ lại. Phải. Rồi đột ngột giãn ra. Chấm. Con tàu vẫn lạnh hợp. Như con cá kình giữa muôn nghìn lớp sóng. chấm. thuyền trưởng Thắng. Các em sẽ viết hoa chữ cái đầu trong tiếng Thắng vì Thắng là tên riêng của một người. Cô đọc tiếp nhé. Vẫn điềm tĩnh. Chỉ huy đoàn tàu vượt qua kênh lốc dữ chấm các em xuống hàng viết tên tác giả ở cuối dòng đình kính các em nhớ viết hoa chữ cái đầu trong mỗi tiếng của tên tác giả b Tìm tiếng bắt đầu bằng chữ ngờ đơn hoặc chữ ngờ ghép trong bài chính tả ngoài bài chính tả cô tìm được tiếng bắt đầu bằng chữ ngờ đơn trong bài chính tả đó là tiếng ngột tiếng bắt đầu bằng chữ ngờ ghép trong bài chính tả đó là tiếng nghìn ở ngoài bài chính tả cô tìm được tiếng bắt đầu bằng chữ ngờ đơn hoặc chữ ngờ ghép. Ví dụ như tiếng nghe, nghĩ, nghề, ngóng, ngừng, ngon. Còn rất nhiều tiếng bắt đầu bằng chữ ngờ đơn hoặc chữ ngờ ghép ở ngoài bài chính tả. Các em hãy suy nghĩ và tìm thêm nhé! C tìm từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp có tiếng bắt đầu bằng chữ sì mẫu bác sĩ có tiếng bắt đầu bằng chữ xì mẫu Thợ say có tiếng chứa văn út mẫu Quốc đất có tiếng chứa vần út mẫu tuốt lúa. Đây là bài làm của cô. Từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp có tiếng bắt đầu bằng chữ SC. Cô tìm được từ kỹ sư. Từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp có tiếng bắt đầu bằng chữ XC. Cô tìm được từ xe đạp. Từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp có tiếng bắt đầu bằng văn út, cô tìm được từ đôi guốc. Từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp có tiếng chứa văn út, cô tìm được từ chuột máy tính. Còn rất nhiều từ ngữ chỉ đồ vật, công việc hoặc nghề nghiệp có tiếng bắt đầu bằng chữ SC, xì, văn út, văn út. Các em hãy suy nghĩ và tìm thêm nhé! Bài tập 3 Xếp các từ ngữ trong khung vào bốn nhóm A. Chỉ người lao động B. Chỉ hoạt động của người lao động C. Chỉ vật dụng dùng khi lao động D. Chỉ nơi lao động cô có các từ ngữ công nhân công trường bệnh viện nông dân máy khoan cày ruộng máy cày lái tàu khám bệnh ống nghe bác sĩ đồng ruộng bây giờ cô sẽ xếp các từ ngữ vào bốn nhóm a nhóm chỉ người lao động Cô có các từ ngữ: công nhân, nông dân, bác sĩ. B. Nhóm chỉ hoạt động của người lao động. Cô có các từ ngữ: cày ruộng, lái tàu, khám bệnh. C. Nhóm chỉ vật dụng khi lao động. Cô có các từ ngữ: máy khoan, máy cày, ống nghe, d. Nhóm chỉ nơi lao động, cô có các từ ngữ, công trường, bệnh viện, đồng ruộng. Bài tập 4. Chọn từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi ngôi sao. Đây là các từ ngữ ở bài tập 3. Cô sẽ chọn các từ ngữ này phù hợp với mỗi ngôi sao có trong đoạn văn ở phía trên. A. Ngoài đồng, bác nông dân đang cày ruộng. Chiếc máy cày như một con bọ ngựa khổng lồ đang chăm chỉ làm việc. B. Đêm ấy, bé Vân sốt cao phải vào bệnh viện em lo lắng nhìn ông bác sĩ già đeo kính trắng cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc khi khám bệnh cho vân đôi mày ông cứ nhíu lại như nghĩ ngợi điều gì cuối cùng đôi mắt ông sáng lên làm mẹ và vân thấy nhẹ cả người cháu bị cảm thôi chị cứ yên tâm Phần tiếp theo của bài học, các em hãy dở sách giáo khoa ra, trang số 144. Bài tập 5: Kể chuyện A. À, đọc lại truyện Mẹ của Oanh. Bây giờ, các em hãy lắng nghe, cô đọc lại truyện Mẹ của Oanh nhé. Mẹ của Oanh. Năm học này, cô Quyên được phân công dạy lớp 2A. Giờ tiếng Việt Cô cho các bạn giới thiệu về công việc của bố mẹ mình. Lan hạnh diện với bạn bè vì có mẹ là bác sĩ. Tuấn say sưa kể về những cỗ máy mà bố cậu chế tạo. Tới lượt Oanh em đang lúng túng thì Quân nói: "Thưa cô, mẹ bạn ấy quét dọn trong trường mình đấy ạ." À. Cô giáo cảm ơn quân, rồi triều mến nhìn về phía oanh. Sau vài giây sững lại, oanh bước lên trước lớp. Mẹ em là cô lao công của trường mình. Hằng ngày, mẹ quét sân, quét lớp, thu gom và phân loại rác. Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ mẹ trở về. Cô giáo tươi cười bảo: "Nhờ có mẹ bạn Oanh mà trường mình luôn sạch sẽ. Oanh còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ mẹ, em thật đáng khen." Khi cô vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Khuôn mặt Oanh ửng đỏ và đôi môi khẽ nở nụ cười. B. Sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện, các em hãy xem bài làm của cô nhé. Đây là kết quả sau khi sắp xếp các tranh theo đúng trình tự sự việc trong truyện. C. kể từng đoạn của câu chuyện theo tranh. Bây giờ các em hãy lắng nghe. Cô kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh nhé. Mẹ của Oanh Tranh số 1 Năm học này, cô Quyên được phân công dạy lớp 2A. Giờ tiếng Việt, cô cho các bạn giới thiệu về công việc của bố mẹ mình. Lan hãnh diện với bạn bè vì có mẹ là bác sĩ. Tuấn say sưa kể về những cổ máy mà bố cậu chế tạo. Tranh số 2 Tới lượt oanh, em đang lúng túng, thì quân nói Thưa cô, mẹ bạn ấy quét dọn trong trường mình đấy ạ. À? Tranh số 3 Cô giáo cảm ơn quân, rồi triều mến nhìn về phía oanh. Sau vài giây sững lại, Oanh bước lên trước lớp. Mẹ em là cô lao công của trường mình. Hằng ngày, mẹ quét sân, quét lớp, thu gom và phân loại rác. Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ mẹ trở về. Tranh số 4 Cô giáo tươi cười bảo Nhờ có mẹ bạn Oanh mà trường mình luôn sạch sẽ. Anh còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ mẹ. Em thật đáng khen. Khi cô vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Khuôn mặt oanh ửng đỏ và đôi môi khẽ nở nụ cười. Dê, yeah. kể lại toàn bộ câu chuyện. Bây giờ, cô sẽ kể lại toàn bộ câu chuyện cho các em nghe thêm một lần nữa nhé. Mẹ của Oanh Năm học này, cô Quyên được phân công dạy lớp 2A. Giờ tiếng Việt, cô cho các bạn giới thiệu về công việc của bố mẹ mình. Lan hãnh diện với bạn bè vì có mẹ là bác sĩ. Tuấn say sưa kể về những cỗ máy mà bố cậu chế tạo tới lượt oanh em đang lúng túng thì quân nói thưa cô mẹ bạn ấy quét dọn trong trường mình đấy ạ à. cô giáo cảm ơn quân rồi triều mến nhìn về phía oanh sau vài giây sững lại oanh bước lên trước lớp mẹ em là cô lao công của trường mình hằng ngày mẹ quét sân quét lớp thu gom và phân loại rác. Cuối giờ học, em thường ở lại giúp mẹ và chờ mẹ trở về. Cô giáo tươi cười bảo, nhờ có mẹ bạn oanh mà trường mình luôn sạch sẽ. Oanh còn nhỏ mà đã biết giúp đỡ mẹ, em thật đáng khen. Khi cô vừa dứt lời, tiếng vỗ tay vang lên. Khuôn mặt oanh ẩn đỏ và đôi môi khẽ nở nụ cười. Phần tiếp theo của bài học, các em hãy giở sách giáo khoa ra, trang số 145. Bài tập 6, luyện tập tả đồ vật quen thuộc tiếp theo. A, à, nói 4 đến 5 câu về một đồ chơi em thích theo gợi ý. Em thích đồ chơi gì? Đồ chơi đó có những đặc điểm gì đáng chú ý về hình dáng, màu sắc, bộ phận nổi bật, hoạt động? Tình cảm của em với đồ chơi đó? Dựa theo các gợi ý trong bài tập, cô sẽ nói 4 đến 5 câu về một đồ chơi em thích. Các em hãy dựa theo bài làm của cô để hoàn thành phần bài tập này nhé. bố tặng em một chiếc ô tô điều khiển từ xa vào ngày sinh nhật. xe được sơn màu đỏ tươi rất đẹp. phía trên xe còn được lắp đèn nhấp nháy. khi em cầm điều khiển ấn nút khởi động xe sẽ sáng đèn và kêu bíp bíp rất vui tay. em rất thích thú với chiếc xe mà bố tặng và sẽ giữ gìn nó thật tốt. B. Viết 4 đến 5 câu về nội dung em vừa nói. Nội dung em vừa nói ở phần A là gì thì em hãy viết lại ở phần B này nhé. Đây là bài viết của cô, các em hãy dựa theo để hoàn thành phần bài tập này. Bài học của chúng ta đến đây là hết. Có hẹn gặp lại các em vào bài học tiếp theo. Các bậc phụ huynh nếu thấy video này bổ ích, thì hãy ấn đăng ký kênh để có thể tiếp tục theo dõi các video học tiếng Việt lớp 2 trong bộ sách chân trời sáng tạo này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.